Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Người bạn đời. Nhi và Dũng là đôi bạn trẻ mới chỉ ngoài 30. Cả hai mới cưới nhau hơn một năm và tình cảm vợ chồng son cũng vì thế mà luôn nồng cháy. Ấy thế mà cuộc sống hàng ngày cũng không thiếu những xích mích nhỏ nhặt, hiểu lầm và cãi vã. Sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, Dũng trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Anh vào bếp thấy vợ đang dọn dẹp, nhìn mâm cơm có phần sơ sài, sẵn tâm trạng không vui. Dũng liền gắt gỏng. Tại sao em chỉ mỗi việc nấu cơm tối mà toàn nấu những món sơ sài, nấu đi nấu lại thế? Sao anh lại nói em chỉ có mỗi việc nấu cơm tối? Chứ không thì đó là việc của anh sao? Anh đã đi làm rất mệt mỏi cả ngày, về nhà chỉ muốn có một bữa cơm tử tế. Chẳng lẽ việc đó thôi em cũng không làm được? Em cũng đi làm cả ngày mà. Em cũng có công việc căng thẳng và em cũng cố gắng về sớm để nấu một bữa cơm cho anh kịp về ăn. Sao giờ anh lại nói như thế chứ? Thôi em đừng nói nữa, ngày nào mà chẳng thế. Anh chẳng cảm thấy em hiểu và thông cảm với anh, đến bữa cơm tối cũng chẳng yên lành. Vậy từ mai anh muốn ăn gì, tự đi mà nấu. Em không thể phục vụ được. Đã phục vụ tận nơi rồi lại còn nhận được thái độ này. Được, vậy từ mai không cần em nữa. Có bữa cơm thôi mà cũng không xong. Em đi mà ăn, anh ra ngoài tự ăn được. Bực mình ghê, tại sao cô ấy lại phản ứng với mình như thế chứ? Chẳng lẽ là mình sai? Tôi vẫn nhớ ngày còn trẻ, tôi với bà ngày nào cũng có những chuyện vặt vãnh để cãi nhau. Bữa thì vì quần áo, bữa thì vì chén dĩa, bữa thì nhà cửa. Đúng thế, tôi vẫn còn nhớ có những bữa cãi nhau lớn. Ông dẫn tôi bỏ đi cả mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn quay về. Tôi vẫn phải quay về chứ, vì cuối cùng tôi hiểu rằng con người ta ai cũng cần có gia đình là điểm tựa. Sau những cãi vã, hiểu lầm ấy, chúng ta càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Đúng thế, vì cả hai chúng ta đều cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày, hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Chính vì thế mà cuối cùng, chúng ta cũng đã là bạn đời đồng hành cùng nhau suốt mấy chục năm trời. Mình phải mau về nhà thôi. Không biết giờ này cô ấy đã ăn tối chưa? Anh xin lỗi vì đã đem tâm trạng không tốt về nhà và lớn tiếng với em. Em đã rất cố gắng. Dù không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn luôn cố gắng để tối nào hai vợ chồng cũng có thể cùng nhau ăn bữa tối. Anh hiểu, anh biết em đã cố gắng nhiều và bữa tối nào anh cũng ăn hết sạch đó chứ. Vậy rốt cuộc từ mai anh còn muốn ăn cơm em nấu nữa hay không? Có chứ, tối nào anh cũng muốn ăn cơm em nấu. Từ giờ tụi mình cố gắng lắng nghe và chia sẻ với nhau nhiều hơn nha. Anh vừa ra công viên và nghe được câu chuyện của ông bà hàng xóm, lắng nghe câu chuyện hơn 30 năm của họ. Và anh tin hai vợ chồng mình cũng sẽ là những người bạn đời của nhau đến mấy chục năm sau, nếu cả hai cùng cố gắng và xây đắp mỗi ngày. Để là những người bạn đời cùng nhau chung sống và đồng hành trong suốt những năm tháng khó khăn vui buồn của cuộc sống, mỗi chúng ta cần lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, đặt mình vào vị trí của người kia và cả hai cùng nhau cố gắng vun đắp.